gì không hỡi em, con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó múa trên cành tre. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xoa tan sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Hoa cúc vàng trên sân anh, xinh như áo mời em ngày nào. Hoa nắng hồng trên quê anh, xinh như má thắm em ngày xanh. Lên đi, nắng lên hồng nụ cười của em. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng ruộng mà xanh thêm. Hoa tím người hoa yêu thương, hoa thơm ngát thế gian đêm buồn. Hoa trên đời, hoa trên môi, ôi thương quá cánh hoa Việt Nam. Sáng lên trăng, sáng lên trăng, sáng cho người tìm về bên nhau. Sáng lên trăng, sáng lên trăng, sáng cho tình người nở đêm sâu. Trăng sáng ngời trên môi hoa, trăng lên tiếng hát vui đêm già. Trăng sáng ngời trên non xa, trăng xua bóng tối trong hồn ta. Trăng muôn đời, trăng muôn nơi, trăng đem bóng mát cho muôn người. Trăng thanh bình, trăng yên vui, ôi thương quá ánh trăng Việt Nam. Thắp tim lên, thắp tim lên. Trời đất ơi, ta nói nghe, nãy tới giờ mới gặp, mới vô đó hả cưng? Dạ. Chàng ơi, sao mơ giờ mong cưng hứa sức vậy đó. Phượng nè, dạ, tham gia chương trình Thương Quá Việt Nam mấy cuốn rồi? Dạ, kỳ này là lần thứ 8 của Thương Quá Việt Nam. Đúng rồi, tham gia 7 lần rồi. À, trời đất ơi, trời ơi, tính ra bà này cũng ăn dầm nằm về bên này quá hen. Nói chơi vậy chứ, ta nói vậy ông bầu của Thương Quá Việt Nam kêu bằng là cũng thương bà Phượng. Thứ nhất là khán giả thương lắm, khán giả thương ủng hộ mới coi như là trung tâm mới mời hoài đây này chứ. Dạ. Cũng thứ 8 hen. Dạ. Tôi tham gia bữa nay hát gì? Dạ bữa nay á thì Hồng Phượng thôi lần nói đầu tiên thì xin phép cho Hồng Phượng chào dì Hai nè. Rồi chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Thương Quá Việt Nam cuốn số 8. Ngày hôm nay thì Hồng Phượng tham gia vào chương trình thì cũng hát chung với lại bầu số của chương trình này, đó là nam ca sĩ Ân Thiên Vĩ. Một nam ca sĩ mà đã đặt cách cũng như là ưu ái cho Hồng Phượng rất nhiều để tham gia trong tất cả những cái cuốn Thương Quá Việt Nam để mà góp mặt hát cho quý vị nghe những bài hát mà trong khoảng thời gian qua quý vị đã ủng hộ và rất là yêu thương trong chương trình. Thì lần này thì cũng hát với anh Vĩ, hát được ba cái liên khúc. Ba liên khúc. Dạ. Hát lúc ba liên khúc luôn. Dạ. Rồi thấy ghê, đúng là đặc cách thiệt, quý vị thấy không, rõ ràng không? Rồi gần chơi lần ba cái liên khúc mà thưa quý vị, khi mà nhắc tới Hồng Phượng thì chúng ta có thể kể thời gian gần đây cô xuất hiện rất nhiều trên những cái game show truyền hình quý vị ơi. Ta nói xuất hiện cái điều mà tôi rất quen mặt quá, khán giả thương lắm. Thì cái gì khán giả cũng ủng hộ, thì cái gì khán giả cũng bình chọn. Bởi vì ráng đi cưng, bà con khán giả của Thương Quá Việt Nam thương Hồng Phượng nhiều nhiều vô nghe không, để Hồng Phượng có cơ hội hát cho Thương Quá Việt Nam nhiều cuốn tới nữa. Và đặc biệt là khán giả nhớ thương tôi nghe, bầu chọn nghe, viết email đồ này kia kia nọ về nhiều nhiều đó mời tôi nữa, chứ để cuốn thứ 9 không có mời. Rồi cái bắt đầu cái là rồi cũng như là cái cảm xúc của cưng giờ nó ra làm sao? Nói chung là mỗi lần mà anh Ân Thiên Vĩ gọi điện thoại mà mời một cái cuốn gọi điện thoại là alo á. Đúng rồi. Để mà tham gia trong một cái Thương Quá Việt Nam thì là một cái niềm vui và phấn khởi để mà mình lại tiếp tục trên cái chặng đường
đi tiếp theo cùng với tất cả các anh chị em để mà làm lên một cái cuốn live show những bài hát để đời nè. Và lần này thì anh Vĩ lại có một cái sự đầu tư khác hơn. Đầu tư lắm quý vị. Khoan, nhắc Hồng Phượng xíu là kỳ này đầu tư cực kỳ. Mỗi một nghệ sĩ tham gia đều có một chiếc áo dài riêng. Thứ nhất, khi nhắc tới Thương Quá Việt Nam chắc chắn chúng ta sẽ nói tới chiếc áo dài, phải không Hồng Phượng? Dạ, và cái thứ hai nữa là cái gì? Logo chương trình luôn, nó xuất sắc chưa? Thương Quá Việt Nam đầu tư. Rồi mỗi người có một cái kỷ niệm chương đem về để làm gì? Đây là coi như là một cái dấu ấn của chương trình đó Phượng. Dạ. Chương trình kỳ này đầu tư xuất sắc luôn, hay dữ lắm, bà con nhớ mua ủng hộ đĩa nha. Dạ. Và đặc biệt là Phượng kêu gọi bà con đừng có ủng hộ những cái kênh khác, có những cái kênh giả. Dạ. ở trên internet, trên mạng bây giờ có những cái kênh giả. Bây giờ mình vô làm sao để mình kiếm ra cái kênh đó để mà mình vô cái Thương Quá Việt Nam ủng hộ nè. Thì mình chỉ search tên của chương trình là Thương Quá Việt Nam. Dạ đúng. Dạ. Rồi vào sau đó quý vị nhớ coi share nhiều ủng hộ nhiều, đặc biệt là coi nhớ subscribe cho cái kênh để chi biết không quý vị, để chúng tôi có được những cái kinh phí để chúng tôi cống hiến quý vị gì nữa những cái màn biểu diễn hay mới lạ, biết đâu mai mốt tôi vũ sexy trong đó làm sao vui lắm. Rồi nó nghe nè, thôi giờ. Dạ. Nó nghe ở ngoài kêu rồi, ra ngoài quay lẹ. Dạ. Đến tôi đó thôi. Dạ. Chào bà con cái đi. Dạ rất mong là tất cả các quý vị bà con cô bác có thể ủng hộ cho Hồng Phượng với lại dì Hai nè, cũng như là Ân Thiên Vị, cũng như tất cả các nghệ sĩ nhớ nghe chương trình Thương Quá Việt Nam nha quý vị. Dạ. Nhớ ủng hộ nhiều để số thứ 9 mời anh em tụi tôi thôi giờ đi bảo lẹ cứ đi. Cầm ca đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời, bỏ tiền mua vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không, đừng nói nữa em ơi xin đừng nói nữa, làm gì anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được yêu. Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa lâu mai sau em mất người yêu em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ xa lìa ánh đèn, có anh đưa em về bên mơ. Khi chót mang duyên kiếp cầm ca em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời, chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi còn tin em nữa thôi. Đây vẫn thế em ơi xin đừng nói đến tình đời, anh nghĩ rằng đời là gian dối nhưng đôi ta mãi còn nhau. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút em đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện góc thông già. Chiều đan tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không anh, ngày chúa nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lứa thưa chìm dưới sương mù. Quỳ bên nhau
trong góc giao đường, tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thơm nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm dấu nhà người, âm thầm anh tiếc thương đời đâu buồn em khóc chia phôi, anh về gom góp kỷ niệm tìm quê. Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn, và con đường ngày xưa lá đổ giờ không em soi đã u buồn, giờ không em hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thế lương. Tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu. Tình yêu em sự tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lâu mai sau em mất người yêu em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về xóm nhỏ, xa lìa ánh đèn có anh đưa em về bên mơ. Khi chốt mang duyên kiếp cầm cá, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời, chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn tin em nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Anh nghĩ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. Anh nghĩ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn nhau. Chuyện tình Lan và Điệp 1, 2, 3. Cái nhà cũng nói xem Lưu Long và anh Thiện Vĩ kể chuyện tình yêu của Lan và Điệp như thế nào ha. Kể người nghe đời Lan và Điệp một chuyện tình cay đắng. Lúc tôi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ đến viết thành bài ca. Thuở ấy Điệp vui như bướm trăng xây đắm bên Lan, Lan như bông hoa ngàn thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan. Chuông đổ chùa xa chiều tan trường về, Điệp cùng Lan chung bước.
lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói: thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành, Điệp ơi Lan cất tóc quên đời vì anh. Chứng minh khi đời tàn vỡ, Lan đâu buồn quá khi hay Điệp đã đi xây mộng gia đình. Ai nào biết cho ai, đời quá chua cay duyên đánh lỡ vì bao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn từ đây, vùi chôn từ đây. Lỡ một cung đàn, phải chăng tình đời là vùng dây oan trái? Bao sầu đau nàng sống mà tìm như đã chết, riêng bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn. Thương thay cho nàng buồn xa nhân thế, nao thân cửa từ bi. Đời tàn vỡ, Lan đâu buồn quá khi hay Điệp đã đi xây mộng gia đình. Ai nào biết cho ai, đời quá chua cay duyên đánh lỡ vì chôn từ đây, vùi chôn từ đây. Lỡ một cung đàn, phải chăng tình đời là vùng dây oan trái? Nếu vì tình yêu Lan có tội gì đâu, sao vướng vào sầu đau. Nàng sống mà tìm như đã chết, riêng bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn. Thương thay cho nàng buồn xa nhân thế, nao thân cửa từ bi. Nàng sống mà tìm như đã chết, riêng bóng cô đơn đôi môi xinh phai tàn. Thương thay cho nàng buồn xa nhân thế, nao thân cửa tử.
mãi mãi đầu. Ước mộng đẹp tươi thua được thương mà sao chỉ lứa đôi. Từng đêm lan khóc thầm trong cây đắng, sớm ly tan vì duyên kiếp dở dang. Hoa thơm màu tàn ai hay cho nàng cánh chim lìa đàn. Lan gói niềm riêng tìm quên lãng ngày qua bên mái chuồng. Sớm chuồng chiều kinh mặc thời gian vẫn trôi trong tay tê. Nàng không bôi xóa tình yêu xưa cũ, dẫu cho con thuyền neo bên đường tu. Lan không mong chờ, nhưng lan bây giờ mấy ai nào ngờ. Nhưng chiều phai nắng, nàng thương giá ngồi bên gốc bồ đề. Đêm bao tâm sự gửi vào hư vô, vì lan cố tìm quên. Nhưng một ngày kia nàng bắt bướm đặt kệ bên cánh lan. Hoa cùng với bướm em chung muôn trang sách, chôn cùng một nấm mồ. Ai đã từng yêu cảm thông nỗi niềm đau thương với nàng. Mối tình đầu tiên nàng đánh chôn vùi theo đôi bướm hoa. Sâu cho thân gái tình duyên ngang trái, tiếng chuông đêm dài như tiếng thở than. Những đêm tin buồn như gieo hoa tàn đến cho đời. Trái
tiếng chuông đêm dài như tiếng thở thao. Những đêm tiên buồn như rêu hoa tàn đến cho đời nàng. Những đêm tiên buồn như rêu hoa tàn đến cho đời nàng. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng gặp gỡ với nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Và chị Loan thân mến, chị đã tham gia từ cuốn thứ mấy chị Loan trong chương trình Thương Quán Việt Nam? Hồng Loan tham gia từ cuốn thứ 6. Cuốn 6, thưa quý vị, cho nên là ở trên cái áo kỳ này đó, Thương Quán Việt Nam rất là đầu tư. Quý vị thấy từ đầu chương trình mà phỏng vấn tới bây giờ đó, quên nhắc quý vị là người nào cũng đều có một cái áo, mà cái áo này là ba tổ chức may nha quý vị. Và trong bên cạnh đó mỗi chiếc áo đều có một ký hiệu, coi như là tham gia số nào là coi như là có cái số của ký hiệu đó. Và đặc biệt là chị Dương Loan tham gia từ cuốn số 6. Và thưa quý vị, chúng ta biết đến cái sĩ Dương Loan với giọng hát rất là trong trẻo, rất là ngọt ngào rồi. Và đặc biệt là trong cái show lần này, trong cuốn DVD Thương Quá Việt Nam lần thứ 8 này, tham gia với chương trình chị tham gia mấy bài chị? Lần này thì Hồng Loan tham gia cùng với ca sĩ Âm Thiên Vĩ hai ca khúc. Nhưng mà hai bài hát này là hai cái liên khúc rất là dễ thương. Hồng Loan sẽ không nói trước tựa đề để cho mọi người sẽ chờ đợi và đón nhận hai bài hát này. Nói chung là mình bí mật ha. Quý vị muốn biết cái bài hát là bài gì, hát ra sao hay dở thế nào thì phải mua DVD hoặc phải đón coi thì mới được, phải không chị Loan? Dạ đúng. Dạ, mà cảm nghĩ của chị vui không? Quá vui. Vui lắm hả? Cũng như mọi người ai cũng vui. Thế đúng rồi. Được tham gia chương trình, một cái chương trình Việt Nam, Thương Quá Việt Nam, được chuẩn bị rất là chỉnh chu, hơn nữa là được gặp một người em rất là dễ thương. À, trời, mà dạ, có biệt danh là chị Hai. Ngoan đã đâu xem có em gì hai chị dạ. Đi xem rất là nhiều cái MV của em, rất là thần tượng, hôm nay mới gặp. Cảm ơn chị nhiều lắm. Là sắp tới sẽ có nhiều sản phẩm. Đúng rồi. Hôm nay nhờ chị Hai, hy vọng là sắp tới hai chị sẽ có một cái sản phẩm để mà mình cùng nhau ha. Giờ Thương Quá Việt Nam hai chị em mình mới có dịp hội ngộ ha. Rồi thôi giờ mình trở lại với Thương Quá Việt Nam đi. Thưa quý vị, lần này thì Thương Quá Việt Nam đã đến cuốn thứ 8 rồi, tất nhiên là quý vị phải ủng hộ thì chúng tôi mới làm đến cuốn thứ 8. Và đặc biệt là sự ủng hộ của quý vị khán giả, Âm Thiên Vĩ làm một cái show được sự ủng hộ của rất nhiều những anh chị em nghệ sĩ thì mới có được cuốn thứ 8. Và chắc chắn Thương Chính Chứ Mười và nhiều số hơn nữa để chúng ta còn gặp lại được rất nhiều những gương mặt nghệ sĩ mà quý vị yêu mến sẽ tụ họp trong cái chương trình Thương Quá Việt Nam. Yeah. Một lần nữa là chúc cho chị Loan luôn sức khỏe nè, bình an, đặc biệt là gặt hái rất nhiều thành công trong con đường hát của mình. Cảm ơn chị rất là nhiều đã tham gia vào Thương Quá Việt Nam cuốn số 8 lần này. Cảm ơn em, và cũng như là cảm ơn tất cả khán giả đã luôn luôn ủng hộ cho Thương Quá Việt Nam và ủng hộ cho Hồng Loan. Xin cảm ơn và sẽ gặp lại tất cả quý vị trong Thương Quá Việt Nam số 8. Trải dài thênh thang như hồ
hồn em mơ ngõ tuôn trăng. Đêm thầm từng bước anh đi, em ước mình như lá thu vàng. Đời sập xiêu bên em, hôn cài lên tóc xóa phai mềm. Để trải đường em đi, đưa hồn em tới nẻo em sạt sao yêu thương. Anh cùng mây cùng gió trao lời, dẫn trọn tình yêu cao vời. Anh vẫn hoài ôm ấp bên đời. Có mấy người tìm được một tình yêu ngát hương bên những người chưa quen. Một người ở lại đèn trăng gối mộng. Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai. Một người tìm vui mãi tận trời nào, xa lành hôn đau. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông xót vào trong lòng. Và một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. Vào chuyện từ khi khoác bờ vai một mình áo xạ đường khuya, bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu sâu tình yêu đầu. Vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp, còn chờ in dấu chân anh. Niềm thương mến đó bây giờ vàng nghìn đời, dù gió đua giạt dao còn đẹp như khi quen nhau. Tiền hắt hiu em có còn trên lối thu xưa, hay đã về nơi nẻo xa mờ. Đời trả về cho anh sân trường xưa phang phó u
sâu. Đời dệt mong em đi, riêng mình anh xót nỗi chia lìa. Đường mộng nào em sang, riêng mình anh tựa lá thu tàn. Biết lòng còn mãi mơ màng, ta vẫn tìm nhau giữa mây ngàn. Biết lòng còn mãi mơ màng, ta vẫn tìm nhau giữa mây ngàn. Biết lòng còn mãi mơ màng, ta vẫn tìm nhau giữa mây ngàn. Dòng sông không đáy
bằng lòng tình nhân đôi thay. Làm khổ lụy mà thôi. Vắng bóng hai hôm sao lòng nhớ nhiều, mới biết con tim đau vì đã yêu. Em ơi có hiểu lòng anh, có thao thức với nhân tình, chúng mình tâm sự tàn cảnh. Có hiểu lòng em, có thao thức với nhân tình, chúng mình tâm sự tan cành. Em ơi có hiểu lòng anh, có thao thức với nhân tình, chúng mình tâm sự tan cành. Anh ơi có hiểu lòng em, có thao thức với nhân tình, chúng mình tâm sự tan cành. Em ơi có hiểu lòng anh, có thao thức với nhân tình, chúng mình tâm sự tan cành. Càng nhìn anh yêu anh hơn và yêu anh mãi. Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang dâng cao vời, mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình yêu, em đâu hay tình ta gian dối. Để bước phong trần tha phương, em khóc cho đời điên. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dần hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em mơ hờ, trọn kiếp anh vương sâu nhớ. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ, cho ngày mộng đẹp nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho em xin một đêm chân vui, tìm đông cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày mơ. Không mây trôi ngập ngừng, làm sao không nhớ đến người mình yêu. Vắng xa nhau một lần mà lòng như thấy lâu rồi. Anh đã cho em nỗi buồn phong kín, một
lần xa cách trăm vạn lần thương. Gục đầu nghe tiếng tình yêu dối hơn. Những chiều không anh đến tìm, thương ngài từng bước cô đơn. Đường chiều mát mát như gợi niềm thương. Chờ người yêu đến cùng chung ngõ hồn. Với vòng tay xanh đón mời cho đời lên ngôi thân thành. Đôi mắt em say giữa rừng một loài hoa vỡ bên trời chiều hoàng. Đường trần soi bóng còn in dáng gầy. Tiếng sầu rơi theo cuối tuần chốn vui ngày tháng đam mê. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ. Một phút tim em mơ hờ, tròn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình say ước mơ, cho ngày mộng đẹp đến thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho em xin một đêm chân vui tìm đông cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hưng hòa, anh chết trong mong ngày thương. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hưng anh chết trong mộng ngày thân mến. Chương trình Thương Quá Việt Nam lần thứ 8 lần này thì có rất là nhiều những giọng ca trẻ, và đứng kế bên tôi là nữ ca sĩ Ngọc Hương, đã từng đọc top 4 của solo cùng Bolero của Đài Truyền Vĩnh Long. Và ngày hôm nay đây là một giọng hát mới tanh xuất hiện chương trình Thương Quá Việt Nam, và dì Hai đang rất là háo hức muốn nghe cô này cô nói về cái tâm trạng của cổ khi mà tham gia chương trình Thương Quá Việt Nam lần thứ 8 như thế nào. Chào Ngọc Hương. Dạ, trước tiên mời bạn gửi lời chào đến quý khán giả khách mê. Ngọc Hương xin được gửi lời chào đến quý khán giả khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam, đúng không cô Hai? Không, cái DVD nó không dừng lại ở lãnh thổ Việt Nam đâu, nó đi trên toàn thế giới, đặc biệt là người Việt ở đâu cũng coi được trơn á nha. Tiếp đi. Dạ. Dạ rồi vậy. Đây là lần đầu tiên Ngọc Hương được tham gia cái chương trình là Thương Quá Việt Nam. Đúng rồi. Và khi anh Thương Vĩ có alo cho Ngọc Hương á thì Ngọc Hương alo điện thoại á. Dạ, telephone.
Dạ, dạ anh Thương Vĩ điện thoại cho Hương rồi Hương nhận lời liền. Ừ. Tại vì cái chương trình này Hương thấy là rất là hay. Ừ. Và bên cạnh đó thì mình cũng muốn quảng bá là cái hình ảnh của người Việt Nam mình đúng không anh? Với chiếc áo dài thôi, chiếc áo dài, dạ. Áo dài một phần rồi anh, rồi trong bên cạnh đó thì có những ca khúc mà mang đậm chất chữ tình nè, rồi quê hương của người Việt Nam mình. Ừ. Đến cho bạn bè khắp năm châu được xem và được thưởng thức. Nói chung là người nước ngoài đó, người ta xem người ta cũng nghe được. Dạ. Chủ yếu là phục vụ cộng đồng hải ngoại. Dạ. Ha. Dạ. Cộng đồng. Dạ. Việt Nam ở hải ngoại đó. Nói chung là người ta xem cái tà áo dài, người ta nghe những cái bản nhạc, người ta sẽ hoài niệm những kỷ niệm, phải không? Dạ. Và đó là cái mà Thương Quá Việt Nam muốn hướng đến. Dạ, và thưa quý vị, có lẽ là đây là lần đầu tiên tham gia một cái chương trình này cho nên cô này hơi bối rối một chút, nhưng mà không sao thưa quý vị, cái gì cũng vậy, cái gì đầu tiên cũng sẽ bối rối cả, nhưng mà không sao thưa quý vị, rồi nói tiếp đi. Cảm xúc khi mà tham gia là sao, vui vui? Dạ, cảm xúc em cũng rất là vui và vui lắm, đúng rồi, hồi hộp. Dạ, sao hồi hộp? Dạ, à biết vui là dạ, sao rồi? Dạ, dạ vui là tại vì tham gia hồi hộp là biết luôn nó nhiều. Dạ. Nói chơi vậy thôi chứ nói chung là bầu xô kia bằng là rất là dễ thương, đâu đó rõ ràng. Dạ. Rồi nói chung là cảm ơn Hương rất là nhiều đã nhận lời tham gia Thương Quá Việt Nam thứ 8 lần này. Và hy vọng rằng là cùng với sự xuất hiện của Hương sẽ là một cái màu sắc mới trong cái chương trình Thương Quá Việt Nam, và đặc biệt là sẽ Thương Quá Việt Nam sẽ mang tiếng hát bạn bay cao bay xa hơn nữa để phục vụ cho bà con ở hải ngoại ha. Và chúc cho Hương luôn ngày càng thành công hơn với bước đường nghệ thuật của mình, đặc biệt là giọng hát của mình. Dạ, ha. Rồi trước khi chia tay, bạn có muốn lời gửi cái những cái lời gì cho khán giả không? Dạ, trước khi chia tay thì Ngọc Hương cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả, bà con cô bác đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ với chương trình Thương Quá Việt Nam. Và đặc biệt là sắp tới sẽ ủng hộ cho giọng ca của Ngọc Hương. Dạ, đúng rồi. Và ngoài cái Thương Quá Việt Nam lần này Hương tham gia thì Hương có những cái sản phẩm nào, ví dụ người ta muốn tìm đến Hương, người ta coi thì người ta sẽ tìm ở đâu, và những cái bài hát nào để mà người ta có thể là nghe Hương hát? Nhanh lên, mình có thể giới thiệu với quý khán giả nha. Quý vị ơi, quý vị mà muốn yêu mến Ngọc Hương như là yêu mến giọng ca của Ngọc Hương thì quý vị có thể search lên YouTube và gõ Ngọc Hương Bolero thì Ngọc là sẽ hiện ra rất là nhiều những cái MV cũng như là những bài ca khúc mà Ngọc Hương thể hiện. Quý vị nào thương mến Ngọc Hương thì ngoài cái DVD, ngoài cái video mà Ngọc Hương quay cho Thương Quá Việt Nam lần thứ 8 lần này, quý vị có thể lên mạng search những cái sản phẩm của Ngọc Hương đã từng quay MV rồi. Bây giờ đến cho quý khán giả ha. Rồi cảm ơn rất là nhiều nha. Cảm ơn bạn. Em ơi nếu mộng không thành thì sao, non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Đường đời mịt mờ và nẻo về đâu, mong chờ duyên kịp đưa lối bắc cầu. Em mới nhắc lại phút xưa gặp nhau trên đê vắng người lúc tan chờ chiều. Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen, má em ưng hồng vì quá thẹn thùng. Em ơi nhớ chẳng thua ấy, mỗi khi bóng chiều xuống rằng em về trên quãng đường đê. Gặp nhau dù không dám cười, nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Em ơi phải chăng đến khi chiều ấy đôi tim ước mộng bấy lâu thành lời. Dù rằng dòng đời ngăn cách tình ta, phù
phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Còn nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng. Còn chút thương yêu, xin đưa vào dư âm. Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ? Mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ. Từ lúc em đi trong rìu cây men nào, màu trắng khăn tan quanh căn phòng cô đơn. Bão tố triền miên ngày em về nhà đó, buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu. Một chiều trên đồi anh làm thơ, có biếc tương tư vàng úa. Mong dệt theo đàn bên người mơ, mời biết mình yêu bao giờ. Hỡi cố nhân ơi, chuyến thân tiên xa vời, tình đã như vội, mong chỉ còn chung đôi. Cứ quay mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng nếu thời gian cho thêm sầu vương mang. Cứ coi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, đừng nếu thời gian cho thêm sầu. Ra sao em có còn đôi má đào như ngày nào, kể từ khi vắng nhau em như tấm vải lụa đào, thương thâu đêm giấc ngủ xanh xao. Có bệ nào ai đón ai đưa, cuộc đời là bánh trắng là dầu thương, thương em tiếng hát sang mùa một mai. Chân đêm đôi khi
xem đôi tay rắn phong trần năm xưa. Anh có còn mê sông hồ qua từng mùa, kể từ khi vắng anh em như tấm vai lụa nhau, đêm thâu đêm giấc mộng xanh sao. Anh có bệ nào ai đón đưa em, cuộc đời là vách núi là tương mai, quê hương nắng gió đêm ngày mà anh chiếm hút cánh bay, thăm thẳm đường dài ít về thăm. Soi gương trang điểm cho đời thêm tươi, thương tiếc thời tô phấn hồng sáng nhà người. Rồi mùa xuân vui qua mang theo tuổi dài ngọc ngà, đêm thâu đêm còn tương lai, mơ thấy một ngày con níu chân cha. Cuộc đời là bể cá là dòng sông, như con nước lớn nước sông mà ta chạy về nguồn, lá đành trôi theo mà ta, như chiếc lá khô nước chảy về nguồn, lá đành hát lên cho ngày vui, hát ru kia
thì còn hợp tan, bên nhau ta cùng ca hát. Dù thời gian qua nhưng bolero vẫn mãi còn vàng. Đến nay vẫn còn câu hát buồn dòng bolero mãi ngân. Trời ơi quý vị ơi, đây là lần đầu tiên hai chị em hội ngộ trong buổi chương trình. Đây thưa quý vị, nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan lần đầu tiên tham gia chương trình Thương Quán Việt Nam phải không chị? Đúng rồi. Rồi sao nữa, cảm nghĩ sao? Vui không? Vui, vui. Dạ. Lâu lâu gặp chặt chém bà chị tôi vậy thôi thưa quý vị. Nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan chúng ta không có xa lạ gì hết, cùng với những cái dòng nhạc quê hương phải không quý vị, hoặc là nhạc bolero, nhưng mà là đây là lần đầu tiên chị tham gia cùng với chương trình Thương Quá Việt Nam. Và cái cảm nghĩ của chị khi mà đến với chương trình nó như thế nào chị? Lời nói đầu tiên cho Lưu Ánh Loan xin được gửi tới tất cả các khán giả thân thương của chương trình Thương Quá Việt Nam lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và lần đầu tiên Lưu Ánh Loan tham gia chương trình Thương Quá Việt Nam thì rất là vinh dự khi được ca sĩ Ân Thượng Vĩ mời tham gia chương trình ý nghĩa này. Khi quý vị nghe Thương Quá Việt Nam là có thể thấy được những hình ảnh về những con người Việt Nam, những hình ảnh rất là mộc mạc dễ thương, đúng không? Đúng rồi chị. Và Lưu Ánh Loan hy vọng khi tham gia chương trình ý nghĩa này thì quý vị khán giả ở khắp nơi, nhất là những kiều bào ở xa, có thể xem chương trình và ủng hộ Thương Quá Việt Nam, đặc biệt là tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan quý vị ha. Thưa quý vị, lần đầu tiên thì cái gì cũng là lần đầu tiên, thì mặc dù là chị quen thuộc với khán giả rồi, thưa quý vị, ca sĩ Lưu Ánh Loan thì đâu có xa lạ gì với chúng ta, đặc biệt là giống như chị nói kiều bào ở hải ngoại, nhưng mà thưa quý vị, Thương Quá Việt Nam đây là lần đầu tiên chị tham gia, cho nên là thôi chúng ta hãy chào đón người mới bằng cách là ủng hộ thật nhiều cho DVD Thương Quá Việt Nam, và đặc biệt là ủng hộ cho chị Lưu Ánh Loan trong chương trình này quý vị nhé. Còn bây giờ thì chào khán giả đi.
Trước khi Lún Lan tạm biệt với tất cả các khán giả của chương trình Thương Quá Việt Nam, một lần nữa Lún Lan xin được chúc cho tất cả các khán giả ở khắp nơi trên thế giới luôn được nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ạ. Xin cảm ơn. Và hai lời khán giả xin chúc chị luôn sức khỏe nha, hát thật nhiều nha, coi như là ra nhiều sản phẩm để gửi đến cho bà con nhiều của mình. Show, nhiều show. Rồi giờ mình thay đồn quay, lên quay. Trên cành buồn không ca, chim hỡi xót thương ai. Hàng cây đứng im âm thầm nhìn mây bay, che kín phía chân trời. Một con đò vắng đứng bơ vơ bên kia sông, nước trôi lững lờ nghe chừng mang bao thương tâm. Rồi một thân lữ khách lên đò qua bên sông, nét mặt u sầu. Chiều nay cũng như bao lần rồi lan ra, sân đứng khóc cô đơn. Chợt nghe tiếng chuông reo từng hồi xa xa, ai đến viếng thầm chùa. Trời vô tình đã khiến xuôi nên cơn ly tan, cớ sao hay còn xuôi người yêu đi thăm lan. Điệp nhìn lan không nói, đôi lòng chung đắng cay, ứa lệ không lời. Điệp ơi, duyên lỡ làng rồi, thôi đành chờ kiếp sau. Đừng đêm ân tình thương nhớ đến đây chỉ thêm sầu. Cánh cửa trần cũ khép lại rồi mà chuông còn reo mãi. Lan giận đời nên nàng cắt đứt dây chuông từ lâu luyến. Đời lan khác chi như một cành hoa xuân, hương sắc sớm phai màu. Một đêm gió mưa bên ngọn đèn quạnh hiu, lan đã chút linh hồn. Ngoài xa từng tiếng cú kêu sương ôi thê lương, gió tan náo nề trong màn đêm nghe đau thương. Từng hồi chuông ngao ngán ngân dài như khóc than, tin một linh tình thương nhớ đến đây chỉ thêm sầu. Cánh cửa
trần tôi khép lại rồi mà chuông còn reo mãi. Lan giận đời nên nàng cắt đứt dây chuông từ lâu luyến. Đời Lan khác chi như một cành hoa xuân hương sắc sớm phai mờ. Một đêm gió mưa bên ngọn đèn quạnh hiu Lan đã trút linh hồn. Ngoài xa từng tiếng cứu kêu sương ôi thê lương, gió tan nao nề trong màn đêm nghe đau thương. Từng hồi chuông ngao ngán ngân dài như khóc than tiễn một linh hồn. Từng hồi chuông ngao ngán ngân dài như khóc than tiễn một linh hồn. Không trách nên càng sầu thôi. Lan ơi, đi về gia đình mới, không tình yêu gì hết, sống không bằng chết. Lan ơi, ngày nào mình từng mơ dệt mộng bằng bài thơ, nhưng có ai đâu ngờ. Lan ơi, mình từng chung một lối, hẹn cùng nhau tìm tới chung bên tương lai, nhưng nay
chôn từ đây, vui chôn từ đây. Bằng chết Lan ơi, ngày nào mình từng mơ dệt mộng bằng bài thơ, nhưng có ai đâu ngờ. Lan ơi, mình từng chung một lối, hẹn cùng nhau tìm tới chung bên tương lai, nhưng mình đành chung lẻ cây, tình vui chôn từ đây, vui chôn từ đây. Chùa xa chung đó tan nát rất phụ tê, người xin hãy về. Nước mắt cạn khô từng kỷ niệm ngày thơ, vui sâu nơi đây mô. Một tình yêu chết sẽ sống trăm năm, để nhắc một câu với nhân gian rằng: vào yêu xin nhớ, người vào yêu xin nhớ, học thêm chữ ngờ. Một tình yêu chết sẽ sống trăm năm, để nhắc một câu với nhân gian rằng: vào yêu xin nhớ, người vào yêu xin nhớ, học thêm chữ ngờ. Chăn tròn đêm lạnh còn chăn đơn gối lẻ, chưa buồn khi canh vắng khép đôi mi. Cho đến hơn một lần tuổi trẻ nhiều quá mất rồi, ngày tim lên tiếng gọi xui tôi mến một người. Tâm tình chiều nào trên phố nhỏ, khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò. Bao thương nhớ từ độ anh vui bước quân hành, nửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường, mừng rơi nước mắt ướt thư người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng độ, bàn tay thon ngón nhỏ đang bay dắt sông hồ.
ta nhẹ dịu nhau như tiếng thơ. Thương này thương cho bó lúc đợi chờ. Gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao anh ngờ ngừng. Nhà tôi đơn côi mời em ở lại, kể chuyện tha hương chưa lần phai nhớ thương. Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm, biết nơi đâu mà tìm. Nhiều đêm cô đơn tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm này, chưa với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu môi. Này bạn đêm nay ơi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ. Dù xa xôi tôi vẫn là cô người. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ. Thì dù xa xôi tôi vẫn là cô. Tình kia phóng kính mây trời, khi yêu riêng một người thôi. Khi đã yêu thì lo sợ nhiều, lo chiều thu nắng nhạt màu tươi, lo niềm yêu chưa thắm tim người. Tình kia thêm vỡ tan rồi, nên đêm hên lệ đầy vơi. Chớ nói tình yêu bằng trót lưỡi đậu môi, bằng khóe mắt xa vời. Thì dẫu sau này nén câu luyến ái, ân tình còn vương mãi mãi, hương thề tròn kiếp không phai. Bao ước mơ còn trong đợi chờ, cho nghìn sau nối lại nghìn xưa, cho nguồn yêu dẫn đến tim người. Ngày vui hai đứa chung đôi, khi yêu yêu một người thôi.
trót lưỡi đậu môi bằng khoe mắt xa vời. Thì dẫu sau này nén câu luyến ái, ân tình còn vương mãi mãi, hương thề tròn kiếp không phai. Bao ước mơ còn trong đợi chờ, cho nghìn sau nối lại nghìn xưa, cho nguồn yêu dẫn đến tim người, ngày vui hai đứa chung đôi khi yêu yêu một người thôi. Cho nguồn yêu dẫn đến tim người, ngày vui hai đứa chung đôi khi yêu yêu một người thôi. Đèn nở chưa rực nên lần đần chân chuyên, đôi ta đứa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách chờ mình anh ơi. Đôi khi thấy lòng mình băng khoăng, biết ngọ lời cũng ai nghĩ rồi cầm nín hoài. Chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, ta từ thơ ngây sáng hoa đi lanh chồng, đường quen bỗng bay giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngân. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ động thuyền rồi, có còn gì đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao xa. Em, chính em ngày xưa đó, ước xây đời lên tổ đình nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Tôi, chính tôi ngày xưa đó, cũng đeo bồng mơ người đẹp lâu hoang. Rồi một hôm tôi gặp nàng, đem tiếng hát cùng đàn với niềm yêu lai làng. Những thân ôi quá bé bàng, bao tiếng hát cùng đàn người
chàng mãn con che chở. Nhìn đời thay lắm phù phàng, mượn tiếng hát cùng đàn với niềm đau dĩ vàng. Hãy đau sông tố lan tràn, lên gác tía huy hoàng xiêu đổ theo nước mắt nàng. Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng, còn đâu đâu quyền quý cao xa. Em chính em ngày xưa đó, đến bây giờ phiêu dạt giữa chân gian. Gặp tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang. Thương giọt lệ đại trang. Em nhớ xưa rồi em khóc. Tôi thoáng buồn thương giọt lệ đại trang. Em nhớ xưa rồi em khóc. Tôi thoáng buồn thương giọt lệ đại trang. Em nhớ xưa rồi em khóc. Tôi thoáng buồn thương giọt lệ đại tràng. Em nhớ xưa rồi em khóc. Tôi thoáng buồn thương giọt lệ đại tràng. Thưa quý vị, đang đứng bên cạnh tôi là nữ ca sĩ Ngọc Hân, cô gái mà coi như là được mọi người vẫn thường nhắc tới cái tên coi như là cô gái trách ai vô tình. Quý vị nhớ cô gái này không? Giọng hát kêu bằng trời ơi, nó cao vút mà nó hay quá Hân ơi. Em tham gia cái số này là số thứ mấy rồi trong chương trình Tiếng Nói Việt Nam? Dạ, cho Ngọc Hân gửi lời chào đến đại gia đình thân thương mình. Hình như là đây là cuốn số 8 mà Hân tham gia. Dạ. Là cuốn đầu tiên? Dạ không, bao nhiêu cuốn rồi? Từ số 3 đến số 8 rồi. Trời đất ơi, coi như là già già rồi đó. Dạ đúng rồi. Coi như là dễ sợ đó, thấy không quý vị? Phải hát hay, khán giả chuộng dữ lắm, cho nên là coi như màu show mới cho xuất hiện liên tục trong cái DVD của mình. Và cái cảm giác của Hân bây giờ đã đến cuốn số 8 rồi, Hân thấy sao? Dạ nói chung là bây giờ chỉ có cái cảm giác là dạ vui rồi mừng cho nam ca sĩ Ân Thiên Mỹ. Đúng rồi, dạ. Là cái người mà đã sáng lập ra cái Thương Quán Việt Nam. Dạ đúng rồi. Và thưa quý vị, cuốn số 8 giống như từ hồi nãy, từ hồi đầu đến giờ là thưa quý vị là đây là cái nhân chứng, cái minh chứng cho những cái bước đi của Thương Quán Việt Nam. Dạ. Và đây đã là cái cuốn số 8 của tham gia. Thì thưa quý vị, đã rất là nhiều cuốn tham gia rồi và chắc chắn rằng khán giả phải thương lắm, ủng hộ dữ lắm thì mới đến được cái cuốn số 8 phải không Hân? Dạ, và đặc biệt là sẽ còn thêm nhiều số hơn nữa, và chắc chắn rằng hy vọng rằng Ngọc Hân sẽ lại tiếp tục. Nếu như quý vị ủng hộ Ngọc Hân thiệt là nhiều ha, là bắt đầu là coi như là Ân Thiên Vĩ, giám đốc của cái Thương Quán Việt Nam sẽ mời Ngọc Hân tiếp tục để Ngọc Hân có dịp để cống hiến quý vị trên Thương Quán Việt Nam. Ngọc Hân ha. Dạ. Và lần này thì Hân tham gia mấy bài? Dạ lần này thì Ngọc Hân tham gia với nam ca sĩ Ân Thiên Vĩ ba bài. Wow. Nhưng mà bài nào cũng là một cái liên khúc. Liên khúc. Dạ. Mình có thể đọc mới xíu. Chút xíu thôi. Dạ. Thì ba bài thì trong khi đó ba bài này thì Ngọc Hân với anh Ân Thiên Vĩ cũng đã từng hát, Ân Thiên Vĩ cũng đã từng hát rồi. Nhưng mà bây giờ anh làm mới lạ lại, đó là thành một cái liên khúc. Dạ. Thưa quý vị, để giống như thông thường bây giờ ca sĩ nghệ sĩ khi mà họ hát một bài hát, vì thế một bài hát truyền thống thì nó đã hay rồi, nhưng mà để làm cho nó mới hơn nữa, đó là mỗi một cái phong cách phải không? Dạ. Và đó cũng là cái mới, cái lạ, cái sáng tạo để mong muốn đem đến cho quý khán giả khắp nơi. Và hy vọng rằng là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ Ngọc Hân, ủng hộ Thương Quán Việt Nam để chúng tôi sẽ càng ngày cống hiến quý vị nhiều hơn nữa.
Trước khi chia tay với quý khán giả thì Ngọc Hân sẽ có lời gì để chia tay với mọi người không? Dạ, trước khi chia tay với đại gia đình thân thương, Ngọc Hân xin chúc cho nam ca sĩ Ân Tiêm Vĩ sẽ đi thật nhiều show nè, kiếm được nhiều tiền để mình có thể ra được số 9 show rồi. Không, và đặc biệt hơn nữa là khán giả nhớ ủng hộ thiệt nhiều mới có tiền để làm DVD tiếp để gửi tặng cho quý vị bà con, phải không? Dạ. Đây bờ vai người đi vương nỗi nhớ, người ở lại mang nỗi chờ. Ngõ hồn cô quạnh bơ vơ, chỉ còn lại một vấn thơ. Anh đi rồi nửa hồn tôi khờ dài, chăn chớ hoài những kỷ niệm chưa phai. Ngày tôi em gặp gỡ, ngày ta từ tay vẫy chào, mềm lòng chấp nhận xa nhau bởi dòng đời tựa sóng dâng cao. Em ra đi nơi trời xa xứ lạ, nhắn gửi gì về miền đất quê ta? Em vô tư hay là em còn nhớ những con đường tình từ ngày qua? Anh đi rồi có nghĩa là xa xôi, tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi. Làm sao ngăn được bước người dừng lại chung hướng đời, để tình không còn chia phôi, mắt lệ buồn tuôn mặn bờ. Sầu tình
cay như thế nào. Mà lòng đã yêu vẫn yêu thương xót xa, bây giờ làm sao khi một lần đã biết yêu rồi. Bây giờ làm sao khi tình đầu là vết thương đau. Tình như phép lạ nhiệm màu, một khi đã yêu nhau cho dù sâu vương làm con tim vỡ sao lòng còn thương. Tình như phép lạ nhiệm màu, một khi đã yêu nhau rồi cho dù sâu vương làm con tim vỡ sao lòng còn vì chúng ta đang gặp gỡ với nữ ca sĩ Lý Diệu Linh. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ này xuất hiện trong Thương Quá Việt Nam, đặc biệt là tham gia ngay cái số 8, là số phát đó chị. Mà thưa quý vị biết không, nữ ca sĩ Lý Diệu Linh thì không có xa lạ gì với quý khán giả, những khán giả nào yêu mến dòng nhạc quê hương, trữ tình, bolero. Thưa quý vị, và ngày hôm nay rất là vui khi nữ ca sĩ Lý Diệu Linh tham gia cùng với chương trình Thương Quá Việt Nam, lần đầu tiên tham gia. Cảm xúc chị sao chị Linh? Lý Diệu Linh rất là vui, và Lý Diệu Linh cũng xin chào quý vị khán giả gần xa, lời chào thân ái nhất. Là lần đầu tiên Linh hợp tác với chương trình Thương Quá Việt Nam, Linh mong rằng sẽ được nhiều sự ủng hộ của quý vị khán giả gần xa nha. Và thưa quý vị, lần đầu tiên chương trình Thương Quá Việt Nam chào đón chị Lý Diệu Linh cùng tham gia với chương trình, và hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ ủng hộ cho Thương Quá Việt Nam, đặc biệt ủng hộ cho tiếng hát thật là ngọt ngào của nữ ca sĩ Lý Diệu Linh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Linh xin chào tạm biệt. Chuẩn bị lên quay rồi. Giờ sắp quay rồi cho nên là chúc cho mọi người được vui vẻ và xem chương trình thật là vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Em biết chăng em, anh khổ vì ai, anh khóc vì ai. Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái, còn lại động cho tàn. Em muốn kêu lên cho thống tận trời cao xanh, rằng tình em yêu sao sống đời đó phù du, xóm nở tối tàn, xót xa duyên mình chưa thấm đành dở dang. Thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca, ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà. Trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay người đành bỏ anh canh vắng bơ vơ sầu đau, người đành bỏ anh quên khúc ca yêu lần đầu. Trăng nước
tôi đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu. Em biết chăng em anh ngủ nào yên, anh thức nào yên. Nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những ưu phiền. Âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay. Người phụ đợi nhau khi đã cạn chén tình say, để lại thương sầu cho yêu nhau rồi sao nỡ đành làm khổ nhau. Chưa nói yêu, không lẽ đôi mình chỉ bấy nhiêu. Quen nhau từ kiếp xa nào rồi, yêu thương chưa hé môi thành lời mà sao không nói. Duyên đã xanh tình lên mãi đây mình nếu không vẹn thề, buông xuôi dòng nước trôi trắng về đường hai lối đi. Ôi nghe đàn ơi gieo chi cũng bẽ bàng, quên đi chuyện giờ gian dĩ vãng nào nguôi. Rồi buông tay đã không lợi, giờ cha lại nhau thế thôi. Chưa đến bao giờ tôi mới quên, trang giấy chưa khô giọng nhớ. Để cố quên một người giờ xa lắm rồi. Ai đi mong thắm xin nụ cười. Tôi đi để cố quên một người giờ xa lắm rồi. Xa cuối phương trời không nói một lời, dù một lời cay đắng từ ly. Rồi người ra đi bỏ lại tôi tháng năm hiu quạnh, son sắc măng nồng đớn lạnh nỗi niềm riêng.
điều ly tình quê mà người nỡ quên, quên mãi chưa về, quên cả nguyện thề rằng một đời thương chỉ mình tôi. Ngọt bùi xẻ đôi dù nắng mưa vẫn không dông phụ, son sắc măng nồng em dịu tựa lời ru, để rồi từng đêm gió lái ngọn tre, mình tôi lắng nghe chứ lá rơi sao hè. Tuổi phận riêng mình thương con đò còn mãi biệt tâm, bên nhớ con đò thương câu hò điệu lý tình quê. Ngày xưa ai nói thương tôi, ai nói thương tôi, thương mãi chỉ một người, thương cả nụ cười, thương dáng người chân chất hiền lương, thương mãi một đời khắc ghi lời ông bướm gió trăng. Thương chỉ mình tôi, ngọt bùi xẻ đôi dù nắng mưa vẫn không dông phụ, son sắc măng nồng em dịu tựa lời ru, để rồi từng đêm gió lái ngọn tre, mình tôi lắng nghe chứ lá rơi sao hè. Tuổi phận riêng mình thương con đò còn mãi biệt tâm, bên nhớ con đò thương câu hò điệu lý tình quê. Ngày xưa ai nói thương tôi, ai nói thương tôi, thương mãi chỉ một cả nụ cười, thương dáng người chân chất hiền lương, thương mãi một đời khắc lời ông bướm gió trăng.
tôi chìm trong lầm than, bởi những cơn mưa lũ điều tàn. Miền chúng tôi chìm trong bão giông, tiếng thét gào kêu cứu thê lương. Miền chúng tôi chìm trong lầm than, bởi những cơn mưa lũ điều tàn. Cầu mong cho miền Trung bình an, tiếng gấp bé già thôi hết đau thương. Quê hương tôi miền Trung xa xôi, quê hương tôi nắng cháy da người, quê hương tôi đắm chìm trong mưa lũ, bao đau thương những cơn bão kinh hoàng. Từng cơn gió đêm, từng cơn sóng cao, gào thét vang những âm thanh hãi hùng. Bao mái nhà đổ nát tiêu tan, bao xác người chìm dưới cơn bão đêm. Đã cướp đi bao mái ấm gia đình, cho mẹ cha xa đàn con trẻ, cho em khờ xa chị xa anh. Chỉ một đêm thôi, chỉ một đêm thôi, đã cướp đi mái ấm đời em. Mẹ nó đâu, cha nó nơi nào, em nó đây thân xác hoang tàn. Cơn bão đêm đã giết chết đời em. Đôi dép mọn manh áo tả tơi, bước chân đồng hành. Kịp sóng buồn đời nói trôi khác gì mồ côi. Từng đêm thâu nơi con phố, cuối con đường góc hẹp nhỏ nhói, tiếng sao đêm lũ trẻ lạc loài. Mì gó đây, mì gó đây, mấy ngàn đồng cũng an lòng cơn đói qua đêm. Miền chúng tôi chìm trong lầm than, bởi những cơn mưa lũ điều tàn. Miền chúng tôi chìm trong bão giông, tiếng thét gào kêu cứu thê lương. Miền chúng tôi chìm trong lầm than, bởi những cơn mưa lũ điều tàn. Cầu mong cho miền Trung bình an, tiếng khóc mẹ già thôi hết đau. Chỉ một đêm thôi, chỉ một đêm thôi, đã cướp đi mái ấm đời em. Mẹ nó đâu, cha nó nơi nào, em nó đây thân xác hoang tàn. Cơn bão đêm đã giết chết đời em. Đôi dép mọn manh áo tả tơi, bước chân đồng hành. Kịp sóng buồn đời nổi trôi khác dị mồ côi. Từng đêm thâu nơi con phố, cuối con đường góc hẹp nhỏ nhói, tí
lính dao đen lũ trẻ lạc loài. Mì gó đây, mì gó đây, mấy ngàn đồng cũng an lòng cơn đói qua đêm. Mì gó đây, mì gó đây, mấy ngàn đồng nó ấm lòng cơn đói qua. Đây là một cuốn số 8 có điều đặc biệt trong cái cuốn số 8 này là với sự xuất hiện của 8 người nữ, mà trong cái cuốn này thì không có nam, không có ca sĩ nam, chỉ toàn bộ là ca sĩ nữ để mà thực hiện trong chương trình này. Chồng còn đâu mà trông ngóng, đẹp duyên em với chồng xây cuộc đời đầm ấm để anh tan nát